Mây mời các mom cùng xem qua một số mẫu trang phục dành cho mẹ khi chụp ảnh tại Mây. Mây còn rất nhiều trang phục, mẫu mã và màu sắc khác nhau. Đối với mẫu big size thì Mây có hai màu, màu trắng và màu đen. Và điều đặc biệt khi chụp ảnh gia đình tại Mây, Mây miễn phí make up và làm tóc chuyên nghiệp cho mẹ. Các mẫu trang phục này rất phù hợp để chụp ảnh gia đình. Vừa đơn giản, trẻ đẹp nhưng không kém phần sang trọng dành cho các mom. Đến với Mây, các mom sẽ được lựa chọn trang phục tùy ý thích và được tư vấn sao cho phù hợp với concept mà mình đã chọn. We'll be right back.